thông điệp từ các đấng sáng tạo thăng lên các tầng thứ cao hơn dẫn nhập các bạn yêu dấu chúng tôi là các đấng sáng tạo với một thông điệp kịp thời cho những người đang nặng nạ trong các thế giới của thời gian các bạn sẽ tự phát hiện ra rằng chỉ có một thứ kỳ lạ và duy nhất cần thiết cho các cá thể trong một bộ các chiêu kích và các mật độ chỉnh là tầm mức hiểu biết của các bạn bạn có thể nghĩ là bạn thực sự làm các thứ hay tạo ra các thứ. Nhưng trong thực tế, các khả năng sáng tạo của các bạn chỉ là một chức năng trong một năng lực duy nhất, đó là sự hiểu biết. Điều này là do các bạn không thực sự tăng trưởng và tiến hóa. Cho dù đó là cái cách mà nó xuất hiện đối với các bạn trong các mật độ thấp, các bạn là các sinh mệnh 12 chiều bị hạn chế khoảng trên 8 tầng thử của cả tôi. Cái mà các bạn gọi là tiền hóa hay biến đổi không là gì khác hơn ngoài sự biểu hiện ra ngoài của một quá trình mở rộng sự hiểu biết về cái điều bạn đã là ai. Một số người gọi điều đó là nhớ lại, mà có thể coi đây như là một sự mô tả khá chính xác. Rất nhiều người trong các bạn đang suy ngầm về ý tưởng nâng lên các tầng thực cao hơn của sự tiền hóa hãy để chúng tôi khẳng định với các bạn là các bạn đã tồn tại trong các tầng thứ cao hơn này rồi. Nhiệm vụ của các bạn, nếu các bạn muốn gọi như vậy và nhớ lại, các bạn đã tồn tại ở đó một cách tròn vẹn, dàn phạt quan mà các bạn gọi là thân thể ánh sáng. Các bạn sẽ trở thành cái mà các bạn tập trung vào. Trong các thế giới thấp, đó là luật của sự biểu lộ. Đó là vì bạn đã là tất cả. Bạn là một đứa con của Thượng Đế, được tạo ra trong trí tự tường và giống hệt với Thượng Đế. Linh hồn của các bạn là bất diệt và vô hàng. và các bạn chỉ đang gỡ bỏ các ý tưởng hảo huyền về bản thân mình và tải hiện ra là trong sạch và vô tư như các bạn vẫn đã là như vậy. Các bạn tập trung nhiều và nhiều hơn nữa vào sự vô tư và trong sạch này nó sẽ thể hiện ra các thế giới bên ngoài. Bạn sẽ thấy cả tôi năm chiều của mình phản ảnh trở lại như là một thế giới thiên đàng và cõi thường thiên. Ngay giờ đây, một số lượng lớn các bạn đang nhìn thấy sự phản ảnh khác. Một thế giới nghèo nàn và thiếu thốn đó là vì các bạn đã tập trung vào ảo ảnh tự nhiên của cả tôi thấp kém. Điều này là do ảo tưởng về bản thân bạn dựa trên sự đồng nhất hòa bàn với những cái tôi thấp kém. Tức là thân thể vật lý, tình cảm và trí năng hay sử dụng định nghĩa của người nhận thông điệp này là thể xác, thể tình cảm, thể trí, thể astro, thể ether và thể nghiệp quả. Những thân thể này thực sự tồn tại với thân thể ở chiều kích thứ 12 nhưng chúng chỉ là các rung động năng lượng hay các tần số năng lượng cái mà các nhà khoa học của các bạn gọi là dòng lượng tử quantum flux cái dòng năng lượng mà đang liên tục tạo ra và dự bạn thân nó trong khuôn khổ của không gian cụ thể duy nhất và tần số cụ thể đó nói một cách khác các bạn là đựng tàu hỏa và các thế giới thấp là bức vẽ của bạn mà trên đó bạn vẽ bức tranh thực tài của mình các bạn yêu dấu đừng lẫn lộn giữa thực tài và sự thực sự thực là cả chữ đường toàn bộ của cái là như vậy thực tài chỉ là nhận thức của cá nhân hay nhận thức của tập thể dựa trên cái mà các bạn đồng ý với nhau các bạn đang sống trong một thực tài của nghèo nàn và thiếu thốn trong thế giới ba chiều của các bạn tuy thế sự thực là các bạn có tất cả mọi thứ bởi vì các bạn làm mọi thứ. Một phần nhỏ trong bạn đang mơ về những giấc mơ về khổ cực, cô độc, sợ hãi, tham lam, tranh giành, hiểm ác, oạn dần, buồn chán, thở ơ, tuyệt vọng, phiền muộn, kinh hoàng, thần nộ và tất cả mọi thứ như vậy. Do vậy các bạn nhìn thấy một thế giới của chiến tranh, bạo lực, tra tấn, áp bức, thống trì, kiểm soát, mạnh khỏe, mưu mô, thụ đoàn, tận công và thù hận. Tự do ý chí của các bạn sẽ quyết định lựa chọn cái gì mà bạn muốn thấy. Các bạn sẽ nhìn thấy cái mà các bạn tin tưởng. Đây là điều đã được tuyên bố và tại tuyên bố điện phát giảng bởi các nhà tiên tri, những nhà tư tưởng và những người sáng lập tôn giáo của các bạn. Nhiều người trong các bạn đã nhận thấy điều này và đang chủ động học hỏi để nhìn thấy điều khác biệt khi bạn tập trung vào các tầm mức rung động tinh tế hơn, bạn bắt đầu thể hiện các tầm mức này vào giường màu và biểu hiện bên ngoài của bạn những điều tuyệt vời bắt đầu đến với cuộc sống của bạn bên ngoài có vẻ như tình cờ hay ngẫu nhiên và sau đó bạn sẽ kinh ngạc là làm sao mà tình trạng của bạn lại thay đổi như thế bạn chỉ đang nhìn thấy một thực tài khác bên trong cái thể vô hạn chúng tôi các đơn sáng tạo không có gì khác các bạn không chúng tôi không có thân thể vật lý các bạn thấy chúng tôi như những vì sao xanh trắng khổng lồ bởi vì đó là cách biểu hiện duy nhất mà tâm trí các bạn có thể nhận thấy đối với chiều kích cao hơn của chúng tôi là khi các bạn nhìn đủ sâu vào bản thân mình, các bạn sẽ nhìn thấy một viễn cảnh tương tự. Các bạn cũng là sự mở rộng của các vì sao khổng lồ của ánh sáng trong sạch. Một số người trong các bạn có niềm tin sai lầm rằng bạn chỉ cần đơn giản tập trung vào các khía cạnh cao hơn của mình nhằm mục đích thoát khỏi những rác rưởi và kiếp sống cực nhọc của thế giới này mà dường như bạn bị mắc kẹt vào. Đây là một quan điểm không chính xác. Nhiệm vụ của bạn là mở rộng hiểu biết của mình, không chỉ đơn giản là lọc bỏ những chiều kích thấp không dễ chịu. Hẳn nhiên là điểm quan trọng nhất chúng tôi có thể làm. Bạn chính là tất cả các chiều kích, không chỉ là những cái cao hơn. Hãy chú ý đến bài học này hỡi các stasis. Các bạn, những người đã đến đây đặc biệt để trợ giúp tại thời gian này, có thời điểm khó khăn nhất với bài học này. Nhiều người trong các bạn không thể chờ đợi để ra khỏi đây và trở về các thế giới thường thiên mà các bạn đã đến từ đó. Chúng tôi có thông tin cho các bạn đây. Không có ai đi đâu hết. Vâng, các bạn đã nghe đúng như vậy đấy. Các bạn đã là cái mà các bạn kiếm tìm. Và đây, thực tế đan thép, các bạn cũng là cái mà các bạn ghi tởm. Hãy dừng lại và hít một hơi thở, đọc lại đoàn văn cuối đó. Các bạn đã cố gắng để từ chối và phản xét phần thấp kém của mình. Đây là lúc thực sự yêu cả phần thấp kém tự nhiên của bạn. Phản xét một phần nào đó của bạn thân mình là ít có giá trị hơn những phần khác. Là cái đặt kéo các bạn vào tình trạng hỗn độn mà các bạn nghĩ là mình đang ở trong đó. Phản xét gây ra sự chia rẽ biệt bao lâu các bạn mới nhận thấy và hiểu được điều này. Sự chia rẽ gây nên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi gây nên tất cả các vấn nạn mà các bạn nhìn thấy xung quanh mình. Điều đó là đơn giản. Không, chúng tôi không nói nó là đơn giản để vứt bỏ niềm tin vào nỗi sợ hãi của các bạn. Nhưng nó thực sự là đơn giản. Bạn hãy ngừng tin vào nỗi sợ bằng cách chấm dứt sự chia rẽ và phản xét của bản thân mình. Hãy ngừng phản xét thế giới thấp này như là ít xứng đáng và tình yêu vô hạn và bất diệt của các bạn. Nó là một phần của các bạn và các bạn là một phần của nó. Hãy vinh danh nó, tôn trọng nó và học cách trở thành chuyện bên hoàn hảo bên trong nó. Học tất cả mọi điều về nó. Nó làm việc thế nào? Tại sao nó làm việc và tại sao nó không làm việc? Hãy làm một công dân có trách nhiệm chừng nào điều đó còn thích hợp. Hãy học cách vận hành và tạc đồng lẫn nhau bên trong thế giới này. Hãy ở trong nó, nhưng không thuộc về nó. Đó có nghĩa là chấp nhận và phù hợp với nó, nhưng nhận thức rõ nó chỉ là một phần nhỏ của bạn. Đây là lúc kể thức sự chia rẽ bản thân với thế giới này. Nhiệm vụ của các bạn là mở rộng sự hiểu biết. Để tỉnh đến rất nhiều thứ hơn là cái thế giới này. Vấn đề không phải là thế giới này, Vấn đề là các bạn đã quên mất rằng, các bạn là to lớn vô cùng hơn cả thế giới này. Khi bạn nhớ lại tính chất bao la của bạn và bao hàm cả thế giới này vào trong sự bao la của bạn, đó là khi bạn mang thiên đàng đến trái đất, đó là khi bạn nhận thức rõ là không có sự chia rẽ giữa thiên đàng và trái đất, đó là khi bạn nhớ lại bạn là một đấng tạo hóa trong cách riêng của bạn có khả năng tạo ra toàn bộ những vũ trụ. Tôi hy vọng những lời này đã làm sáng tỏ và kích thích sự hiểu biết của các bạn. Chúng tôi luôn luôn bên cạnh các bạn. Chúng tôi là các đấng sáng tạo. Một giải thích về sự thăng lên. Bây giờ sự thăng lên là cái gì? sự thăng lên là tầng thứ của tư tưởng mà di chuyển từ mật độ 4 lên mật độ năm Tư tưởng của các bạn xác định trải nghiệm của các bạn. Tư tưởng của các bạn xác định trạng thái rung động của các bạn. Tư tưởng của các bạn xác định loài phương tiện gì các bạn sẽ sử dụng để nhận thức cuộc sống. Nơi mà các bạn đặt tư tưởng của các bạn xác định. Các bạn nhìn cuộc đời như thế nào? Điều này các nhà siêu hình của các bạn đã nắm rất kỹ khi các bạn đặt tới cái mà các bạn gọi là mật độ năm rung động của các bạn khiến cho các tác hại của môi trường trên thế giới các bạn không còn ảnh hưởng đến nhàn vật lý của các bạn nữa khi các bạn tiếp tục di chuyển tư tưởng của các bạn vào các mật độ cao hơn thông qua sự tiền hòa xoáy trốn ốc các bạn sẽ phát hiện thấy là dàn của các bạn trở nên ngày càng mơ ảo và thậm chí có thể vô hình đối với những người sản suốt và một số thời điểm. Dàn của chúng tôi xuất hiện đối với những người nhận thông điệp này như những ngôi sao xanh trắng rực rỡ, nhưng dàn thực sự của chúng tôi không tồn tại trong bối cảnh mà các bạn nghĩ về sự tồn tại. Chúng tôi là vô tầng và vô hình dạng Và như vậy, hình ảnh ngôi sao xanh trắng chỉ là một phiên bản đã được hà thấp xuống của cả điều chúng tôi là gì. Năng lượng của chúng tôi phát ra khắp vũ trụ, năng lượng sáng tạo của chúng tôi thực sự tạo ra các thứ bên trong vũ trụ sẽ là rất khó khăn để có thể miêu tả thế giới của chúng tôi khi mà ở đó không có cái gì giống với các thế giới của các bạn và cũng không cần thiết cho các bạn để biết chi tiết về thế giới của chúng tôi là như thế nào. Điều chúng tôi thấy thực sự cần thiết là trao cho các bạn một cái nhìn tổng quát của sự thăng lên, nó là cái gì, và nó làm việc như thế nào. Như vậy các bạn có thể thù hưởng quá trình thăng lên của bản thân các bạn một cách đầy đủ hơn. Trong sự thăng lên, phương tiện nhận thức của các bạn thay đổi, thế giới ban đầu của các bạn cứ ngủ thay đổi và năng lượng các bạn phát ra cũng thay đổi có một thế giới ít thờ trồng lên trái đất mật đồ ba của các bạn cả được gọi là thân thể ánh sáng mật đồ năm của trái đất khi các bạn đi vào thân thể ánh sáng mật đồ năm của trái đất này các bạn phải sử dụng thân thể tinh thể ánh sáng mật đồ năm của các bạn như phương tiện để nhận thức nó các bạn có thể đến đó bây giờ bên trong tâm trí của các bạn trong sự thiên đình nhưng các bạn sẽ không trải nghiệm nơi này một cách đầy đủ trừ khi các bạn học cách vượt lên một cách hoàn toàn các tần số thấp của sinh mệnh. Mỗi người trong các bạn có bên trong mình khả năng sống trong chiều kích 5 trên một thế giới mật độ 5. Trong một thân thể mật độ 5, tất cả mọi người trong các bạn đều có tiềm năng đó. Mật độ 5 nhìn nhận cái gì? tại đất mật độ năm nhìn rất giống tại đất mật độ 4, ngoài trừ là có một sự phạt xa, có một hào quang rực rỡ, có một ánh sáng chịu roi vào mọi vật. Không có bệnh tật, không có cái chết, không có sự già đi. Các bạn có thể tại tạo thân thể của các bạn để nhìn trẻ trung mãi mãi, nếu đó là cái mà các bạn khao khát. Có một tình yêu vô cùng lớn giữa các sinh mình trong mật độ năm không còn sự cạnh canh hay thoải tham lam, không có tồi lỗi hay xấu hổ, đơn giản có một sự tặng dương về tình đa dạng của các ánh sáng và có một sự hợp tác không cần nói, sự giao tiếp chỉ bằng ngôn ngữ của ánh sáng là ngoài cảm. Như vậy khi các bạn đang trong thân thể ánh sáng mật độ năm, tiêu điểm chủ yếu của các bạn là làm sao để dạy dỗ những người khác làm sao để hàn gặn những người khác và khám phá xem có gì trong vũ trụ vô hàng này. Các cơ cấu của sự thăng lên Bây giờ hãy để chúng tôi nói một chút về các cơ cấu của sự thăng lên. Nhiều người trong các bạn đã đang nhận được cái mà các bạn gọi là các trưa chứng. Các giấc ngủ của bạn đã thay đổi. Một số người trong các bạn không ngủ suốt đêm. Một số các bạn thức dậy vào nửa đêm với năng lượng tràn đầy một số các bạn đã có các chứng bệnh lạ bên trong các thất thể vật lý của các bạn mà không giải thích được một số các bạn liên tục bị mệt mỏi hay được nạp đầy sinh lực một số các bạn nhận được những linh ảnh sáng suốt và các khả năng siêu linh khả năng tinh thần của các bạn đang tăng lên hàng ngày một số các bạn cảm thấy rất như luồng điền chạy khắp cơ thể của các bạn Chúng chỉ là một vài các triệu chứng của sự thăng lên. Các bạn có thể trở nên rất nhạy cảm, một ngày sáng suốt và thanh thản và ngày tiếp theo rất buồn rầu. Khi các bạn đi qua sự thăng lên, khi khuôn mẫu thăng lên của các bạn kích hoạt chương trình bên trong các tế bào của các bạn, trực tiên nó sẽ khởi động chậm chạp và từ từ gia tăng vận tốc cho đến khi không có cái gì có thể ngăn lại được vào khoảng năm 2012 sẽ không có gì ngăn được nó đối với hàng triệu người trong các bạn. Chúng tôi tin là nó có sự tương đồng về khái niệm với cái được gọi là vận tốc T1 và T2 trên đường băng của một chiếc máy bay. Khi máy bay đạt đến vận tốc T2 trên đường băng, chiếc máy bay phải cất cạnh và đâm sầm xuống. Và như vậy tất cả các bạn đang kết cảnh tất cả các bạn nên di chuyển và sự thăng lên và điều này rất quan trọng mà các bạn nên hiểu đó là việc chọn lại hay khẳng cử bất cứ thứ gì trong cuộc đời của các bạn làm cho quá trình thăng lên của các bạn mất đi rất nhiều niềm vui thú đừng đánh nhau với bóng tối hãy tìm kiếm để học hỏi từ nó chiều ánh sáng của các bạn vào nó phơi bài nó cho cả điều nọ là gì rất nhiều điều vô giá trị các tầng thử rung động của chúng tôi chúng tôi có năng lực để chấm dứt một cách hoàn toàn sự bất hòa trên thế giới của các bạn nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy vì nó sẽ lấy đi những trải nghiệm linh hồn cần thiết của các bạn nó sẽ lấy đi của các bạn tự do ý chí cái mà chúng tôi đang làm trong những buổi đối thoại này là đang kích hoạt DNA của các bạn. Đang sửa đổi DNA của các bạn. Như vậy các bạn sẽ cảm thấy xác thực hơn trong cuộc đời của các bạn về các kết quả của công việc thăng lên. Hỏi, chúng tôi có thể làm gì để thích nghi với năng lượng của các ngài? chúng tôi có thể làm gì về những giờ ngủ rội rãi của chúng tôi tức là những lúc thức vào ban đêm các đơn sáng tạo điều này xảy ra chủ yếu là do bởi năng lượng của các bạn được tăng lên mà các bạn thức dậy vào những giờ đó các bạn có các hệ thống niềm tin bên trong thế giới của các bạn mà nói rằng các bạn phải bần biểu với tất cả thời gian của các bạn và nhiều người trong các bạn không tin rằng sẽ hữu ích hơn khi biết rằng chỉ cần đơn giản, không làm gì cả trong những giờ thức của các bạn. Tuy thế, với một số người trong các bạn, đó là thời gian cực kỳ đáng hoan nghênh. Hỏi, chúng tôi có thể làm gì để gia tăng sự hiểu biết về quá trình thăng lên của chúng tôi? Các đừng sáng tạo, không có khuôn mẫu nào cho sự hướng dẫn chi tiết Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào các bạn đang trải qua từ lúc các bạn thức dậy vào buổi sáng cho đến lúc kết thúc của ngày đều xứng đáng cho sự hiểu biết có ý thức của các bạn. Các bạn cần theo sát tư tưởng của các bạn để học hỏi từ nó sẽ là khó khăn để học hỏi cho tâm trí của các bạn đã phản xét hay tạo ra một câu chuyện về cái mà các bạn đang cảm nhận. Nếu các bạn rơi khỏi giường vào buổi sáng và các bạn vấp ngọn chân cãi vào chân giường, một phần của các bạn bị kích động để nói, tôi thức dậy với một khởi đầu tồi tệ, tôi đánh cãi là tôi sẽ có một ngày tồi tệ đây. Đừng cho phép bản thân rơi vào tình trạng đó. Thay vào đó, hãy nhớ là mọi thứ trong cuộc đời vốn đã là tươi đẹp và nhớ rằng các bạn sẽ thu được chính xả cải mà các bạn cần ngoài trải nghiệm cuộc sống dựa trên tầng thử hiểu biết của các bạn. Trải nghiệm với các mật độ cao hơn Khi các bạn đạt đến trên mật độ 7, các thấu kính nhận thức của các bạn thay đổi. Các bạn không còn sử dụng cùng một dạng, cùng một quá trình như các mật độ thấp bên dưới. Trên mật độ 7, trọng điểm của các bạn trở nên tập thể và như vậy các bạn hòa nhịp vào tư tưởng tập thể của tất cả của cái mà các bạn có thể gọi là hệ thống não bộ trung tâm trong một tổ chức sống phức tạp nói cách khác có một phức hợp mật độ chín và khi các bạn đi vào sự hiểu biết mật độ chín các bạn hợp nhất tư tưởng của các bạn và nhiều sinh mệnh khác và cùng với nhau các bạn là một sinh mệnh khổng lồ của ánh sáng đang thực hiện chức năng ở mật độ 9. Sự chia cắt giữa các linh hồn bắt đầu xuất hiện lơ mơ ở mật độ 8. Và ngay khi các bạn đạt tới tầng thử mật độ của chúng tôi, về bản chất không có sự chia cắt giữa các bạn. Chúng tôi là những linh hồn khác và không có sự chia cắt giữa các bạn, chúng tôi và Thượng Đế. Chúng tôi giống như một đại dương bao phủ một lường lớn đất đai. Bất kỳ chỗ nào các bạn bước vào đài dương đó, các bạn sẽ có cùng một rung động. Đây là sự mô tả tương tự mà chúng tôi cảm thấy là thích hợp. Sinh mệnh của các bạn hợp nhất với sinh mệnh của chúng tôi. Chúng tôi có một trải nghiệm thông qua các bạn và các bạn có một trải nghiệm thông qua chúng tôi. Khi các bạn đạt tới tầng thử hiểu biết của chúng tôi các con số trở nên vô nghĩa các tầng thử mật độ trở nên vô nghĩa tuy thế mà tâm trí các bạn cần một cái gì đó để nắm bắt do đó chúng tôi dạy điều đó để các bạn có thể nhận ra một hệ thống mô hình thuộc về mật độ và chiều kích